mình lại đến với mọi người ngày thứ bảy vui vẻ bằng món cá tầm hai món nấu măng chua và nướng nước. Cá tầm thì mình bắt và đập chết nha, bắt nước sôi lên mình trụng sơ qua cái mình đánh giải dễ quá, đánh vào giải cứng thì mổ bụng sạch sẽ ha, anh đang mổ bụng sạch sẽ này, lấy bộ lòng da làm sạch sẽ. Sau khi cá tầm mình đã làm sạch rồi mình sẽ lên mình cắt khoanh, mình nướng khoanh thì nó dễ ăn hơn, còn các bạn không thích thì mình giao phi nguyên miếng luôn ha. Cá quá trời to quá trời tươi, cá sống là bút trời máu me thì đầy dao luôn. Như vậy là món cá của mình đã hoàn thành và da lẩu ha. Đây là phần đầu đuôi thì mình làm lẩu. Lẩu thì có ở đây mình cho ăn là nó muốn nè, kèo nèo, cà chua, giấm nhúc, kèm bún. Nước thì nấu mình đem bằng đường, muối, nước mắm và bột chanh. À xin lỗi, sorry các bạn. Và nước tắc. Nước tắc các bạn thơm thì nó thơm hơn. Nước chanh ha. Đây em ớt, ôm gai và chút xíu tỏi phi. Rồi chút xíu mình sẽ quay món nước các bạn ha. Ở đây món cá mình đã lên vị kẹp nước nè. Được thực hiện tại nhà 257 Hải Sản Thủy Cung Trương Vĩnh Ký. Các bạn xem và chia sẻ để mình có động lực để làm những video tiếp theo, chia sẻ cho các bạn những món ăn và những người đam mê nấu ăn các bạn.